Nhãn hàng trang phục Linh Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trang phục Linh Plus với 5 HTP và các thảo dược tự nhiên đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trang phục Linh Plus cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hỗ trợ giảm triệu chứng sau 2 tháng sử dụng. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Trang phục Linh Plus đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích hay còn được gọi là bệnh đại tràng co thắt là một bệnh khá phổ biến và chiếm tỷ lệ cao các bệnh nhân đến khám tại các khoa tiêu hóa ở Việt Nam. Và ngoài ra, bệnh có những cái biểu hiện như là bị đau bụng nè, quặn thắt, rồi bên cạnh đó là bị đầy hơi, rối loạn đại tiện vân vân. Và có những sai lầm trong cách điều trị khiến cho bệnh cứ chữa trị mãi nhưng không dứt. Và ngày hôm nay, để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với chuyên gia, đó chính là bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước đến từ Bệnh viện Y học cổ truyền. Kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả. Và quý vị khán giả thân mến, khi chương trình đang diễn ra, chúng tôi rất mong rằng sẽ nhận được những câu hỏi thắc mắc từ phía quý vị khán giả liên quan đến chủ đề của chương trình với số điện thoại tổng đài đó là 1800 1506, hoàn toàn miễn cước. Còn bây giờ thì kính mời bác sĩ và quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm của chương trình. À, má ơi. Ơi. Con đi làm á nha. À. Chiều con về. Nè, chiều nhớ về sớm hay chưa, mấy anh mấy chị qua ăn cơm đó. Con biết rồi. Ủa, Thanh chưa tới hả? Con bị gì vậy? Chắc ăn gì là trúng thật rồi chứ gì, đúng không? Sao con quặn quá? Thôi đi vô nhà vệ sinh đi con, phải đi làm nữa. Mai mốt á, ăn uống cái gì á phải chừng mực. Ăn cho cố vô rồi đau bụng à. Dạ, đau quá. Bà chủ, cô chủ đi chưa? Ờ, đợi chút xíu đi, vô nhà vệ sinh á, rồi ra đi liền à. Đau bụng mặt mày xe lét rồi vô trỏng rồi đó. Ủa, vị cô chủ bị này lâu chưa vậy bà chủ? Tôi đâu có biết đâu, thì nó đi làm về á, rồi nó lên trên phòng, còn ăn thì nó ăn ở ngoài đường, sao tôi biết được. Đúng rồi, có nhiều lúc tôi chở cô chủ đi nha, tôi đang chạy trên đường á, cô chủ kia tấp vô chú ơi, tấp vô cô chủ đi vệ sinh á. Ủa, vậy là cái bụng của nó yếu rồi. Thôi á, để chiều tôi mua cho nó thuốc men tiêu hóa, men vi sinh cho nó uống. À, dọn dẹp xe cộ, tôi thấy men tiêu hóa, men vi sinh gì của cô chủ mấy lọ trong đây nè bà. Ủa sao kỳ vậy? Vậy nó bị bệnh gì ta? Bà chủ ơi, như vậy là cô chủ bị hội chứng ruột kích thích rồi đó. Hội chứng ruột kích thích là cái gì? Đâu, chú ngồi xuống chú nói tôi nghe dạ, coi. Dạ. Là sao? Tôi lái xe cho bà chủ là 5 năm rồi, nhưng mà tôi thấy cái triệu chứng của cô chủ y như tôi hồi đó vậy. Đau bụng nè, đau thắt nè, co ruột nè, rồi đi tiêu hoài luôn. Vậy hả? Sao rồi, đỡ chưa con? Dạ, cũng đỡ được chút xíu rồi má. Chú Thanh, tôi nghe chú nói cái gì mà đau bụng rồi hội chứng ruột kích thích gì vậy hả? Cái hội chứng ruột kích thích đó có lần tôi đọc trên mạng, tôi thấy rồi, cỡ tầm tuổi chú trở lên mới bị, còn tôi mới có 37 tuổi làm sao mà bị cái hội chứng đó được. Trời ơi, tôi nói cô chủ nghe, cô chủ mà bị stress là cũng bị luôn. Con có bị stress không? Dạ có đó. Tại vì hả, công ty con nhiều việc quá, nhiều khi con stress khó ngủ mệt mỏi, mà mỗi lần con suy nghĩ căng thẳng á là nó quặn rồi con đi ngoài má. Vậy hả? Chú nói là chú cũng đã từng bị bệnh như vậy. Tôi bị cái bệnh này cũng 4 năm rồi đó. 4 năm rồi đó. 4 năm? Ai chỉ cái gì tôi cũng muốn, chỉ men tiêu hóa tôi cũng muốn, men vi sinh tôi cũng muốn, rồi thuốc tây thuốc này kia uống tùm lum hết trơn, cuối cùng nó không hiệu quả. Ủa, vậy chú có cách nào mà chữa hết? Chú chỉ cho tôi với. Chú có cách rất là đơn giản mà dễ thực hiện nữa. Để điều trị hiệu quả là cô phải hiểu được cái bệnh của mình, từ đó mình mới biết cách điều trị đúng. Nhân đây đó, mời bà chủ với cô coi cái chương trình Sống Khỏe Đời Vui. Dạ thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi thì có phải là có những cái biểu hiện của hội chứng ruột kích thích hay không ạ? Và nhân vật thì hiện tại 37 tuổi, độ tuổi nào thì thường sẽ mắc căn bệnh này thế ạ? Thì cái định nghĩa của hội chứng ruột kích thích á, nghĩa là một cái tình trạng rối loạn về chức năng của tiêu hóa, tái đi tái lại nhiều lần. Nhưng khi mà xét nghiệm hoặc là làm nội soi trong cận lâm sàng thì người ta không thấy một cái tổn thương nào
trên đường tiêu hóa cả. Và nó chỉ biểu hiện ra ngoài bằng những cái triệu chứng. Ví dụ như tình trạng bệnh nhân bị đau bụng thì bệnh nhân có đau bụng quặn, đau bụng từng cơn, và khi đi cầu xong thì nó bớt đau bụng và cảm giác đi cầu nó không thoải mái nữa. Đồng thời bệnh nhân có cảm giác đầy trướng bụng, khó chịu. Số lần đi cầu nó cũng thay đổi, đi cầu nhiều lần trong ngày và cái tính chất phân nó cũng thay đổi, như thể đi cầu phân lỏng, có thể táo bón, có thể phân nó nát. Thì tôi nghĩ rằng khả năng nhiều chị bị hội chứng ruột kích thích. Nhưng mà nếu muốn cụ thể hơn thì có thể chị đi khám để có những cái chẩn đoán chính xác hơn, để giúp cho chị có cái yên tâm hơn trong cái bệnh lý của mình. Với cái độ tuổi của chị á, thì tôi nghĩ rằng thường hay bị cái độ tuổi mà người ta thấy rằng của hội chứng ruột kích thích á, là khoảng từ 30 trở lên. Mà cái khả năng bị cũng có khi là 50, 60 cũng có, nhưng mà cái độ tuổi 30 trở lên là có thể bị hội chứng ruột kích thích rồi. Và thường xảy ra ở những người là giống như là hay ăn uống những cái đồ kích thích á, giống như rượu nè, uống rượu nè, hút thuốc lá nè, uống cà phê nhiều nè, hay ăn những cái chất sinh hơi nhiều nè, thì nó cũng có thể gây ra hội chứng ruột kích thích. Hoặc là ở những người làm việc căng thẳng, stress nhiều quá, lo lắng nhiều quá, hoặc là mất ngủ thường xuyên, nó cũng làm có hội chứng ruột kích thích xảy ra. Một số người người ta dùng trong cái dùng kháng sinh á, thì nó làm loạn khuẩn đường ruột, nó cũng là một yếu tố có thể gây ra hội chứng ruột kích thích. Ngoài ra một số bệnh lý nhiễm khuẩn đường ruột nó có thể gây hội chứng ruột kích thích. Thì đó là những cái nguyên nhân mà người ta gom lại được, người ta thấy rằng có khả năng xảy ra. Và trong đó thì cái stress, căng thẳng là yếu tố rất là quan trọng có thể gây ra hội chứng ruột kích thích. Dạ thưa bác sĩ, có thể thấy rằng với hội chứng ruột kích thích thì khi bệnh nhân mà lo lắng, căng thẳng thì bệnh sẽ tái phát, hoặc thậm chí là bệnh còn trở nặng hơn nữa. Nhưng mà điều này nó dường như nó là một cái vòng luẩn quẩn khiến cho bệnh chữa trị hoài không dứt. Vậy để điều trị được căn bệnh này thì cần phải giải quyết được những vấn đề gì? Và ngoài ra việc bổ sung thêm men vi sinh nè, hoặc là men tiêu hóa thì có giải quyết được nhiều hay không ạ? Giống như chị đang làm, nghĩa là chị uống thuốc để nó giảm bớt đau bụng nè, giảm bớt đi cầu nè, hoặc là chống táo bón nè, hay là bổ sung men vi sinh chẳng hạn, thì nó chỉ được giải quyết được cái triệu chứng thôi. Mà cái nguyên nhân, cái tình trạng bệnh á, người ta thấy rằng cái khả năng của cái stress, căng thẳng nó cũng làm nên cái tình trạng bệnh nó khó chịu hơn. Muốn điều trị cho nó toàn diện hơn, tránh những cái tình trạng tái đi tái lại bệnh của chị, thì tôi nghĩ rằng chị nên điều trị một thuốc nào đó mà nó có được đủ các thành phần mà nó giúp cho chỉnh được từ cái stress, căng thẳng, hỗ trợ được cái tình trạng giảm được nhu động ruột, bớt được tình trạng đau bụng, hỗ trợ giảm bớt cái chướng bụng đầy hơi, hoặc là cái tính chất đi cầu, hoặc là cái tình trạng phân, thì nó sẽ giúp cho chị điều trị nó có tính chất triệt để hơn. Đó nó sẽ giúp cho chị tốt hơn. Vậy thưa bác sĩ, hiện nay thì có những phương pháp nào để điều trị hiệu quả hội chứng ruột kích thích từ căn nguyên gây bệnh à? Cơ chế gây bệnh á, căng thẳng gây rối loạn trùng não ruột, làm cho thay đổi nhu động ruột của ruột, gây ra những cái triệu chứng giống như là đau bụng đầy hơi, rối loạn đi cầu, nghĩa là đi cầu 2 đến 6 lần một ngày, hoặc là cảm giác như là mệt mỏi trong người. Để điều trị căn nguyên thì chúng ta phải điều trị đầy đủ hết, từ cái stress tới những cái triệu chứng đó, thì gọi đó là điều trị căn nguyên. Trong điều trị người ta có thể điều trị Tây y, điều trị Đông y, điều trị kết hợp y học hiện đại, y học cổ truyền. Mỗi cách điều trị nó có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau, nhưng mà với cái kết hợp của y học cổ truyền, học hiện đại, tôi thấy rằng nó tương đối, nó giúp được điều trị đúng cái căn nguyên gây bệnh là một. Thứ hai là những cái triệu chứng khó chịu của bệnh nhân. Bây giờ tôi thấy rằng có những cái sản phẩm nó có những cái thành phần mà nó kết hợp từ hai cái y học cổ truyền, học hiện đại trong đó. Giống như hình thần có 5-HTB là 5-hydroxytryptophan. 5-hydroxytryptophan nó vào cơ thể đó thì nó chuyển thành cái serotonin, mà serotonin nó làm cho điều hòa được cái trục não ruột, làm cho cái nhu động ruột nó giảm hơn, và bệnh nhân làm cảm giác bệnh nhân sảng khoái hơn, nhẹ nhàng hơn, và bệnh nhân an tâm hơn. Thì cái điều đó là cái điều độ rất là quan trọng, làm cho cái độ mà kích thích đường ruột cũng như độ căng thẳng của bệnh nhân nó giảm đi, thì cái đó là hỗ trợ trong cái điều trị ruột kích thích rất là nhiều. Ngoài ra thì có một vài cái thành phần khác nữa, người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng nó làm cho tăng cái hệ miễn dịch của đường ruột, nghĩa là để cái tăng sức đề kháng của đường ruột á, để cho giúp cho đường ruột khỏe mạnh hơn, thì đó cũng phải cái điều trị rất là tốt. Do vậy thì có thể phá vỡ được vòng luẩn quẩn của người mắc hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên thì khi mà mình sử dụng hoạt chất 5-HTB này thì có những cái lưu ý gì để đạt được hiệu quả, và mình kiếm cái hoạt chất 5-HTB này ở đâu thế ạ? Đó là một hoạt chất, đúng không? Thì nó rất là khó cho một cái người bình thường tìm được, thì đòi hỏi phải có một cái liên kết trong cái sản phẩm nào đó và nó có hiệu quả và được nghiên cứu. Thì 5-HTB là một cái thành phần mà như tôi trình bày hồi nãy, nó làm cái gọi là 5-hydroxytryptophan, nó giúp cho cái điều hòa được cái trục não ruột, đồng thời nó giúp cho cái tình trạng bệnh nhân cảm giác sảng khoái, bớt cái tình trạng lo lắng căng thẳng trong cái điều trị, mà đó là cái yếu tố cũng như là cái nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích. Để có được cái 5-HTB đó, những cái nhà sản xuất dược người ta phải liên kết lại với nhau, người ta phải liên kết để tạo nên một cái sản phẩm, và trong đó thì cái thành phần 5-HTB nó phải có chuẩn của nó,
là cái từ cái chiết xuất hàm lượng để nó ra cái liều lượng để chúng ta có thể sử dụng an toàn. Một sản phẩm như vậy nếu có đủ cái công thức như vậy thì chúng ta sẽ giúp cho cái điều trị chúng ta tốt hơn. Ở Việt Nam các nhà khoa học mới kết hợp y học hiện đại, y học cổ truyền trong một sản phẩm. Thì cái 5-HTB là 1 này, Imu Gamma là 2 này, và có những cái dược liệu mà có hiệu quả trong đường tiêu hóa mà trước đây từ cổ truyền tới giờ người ta hay dùng. Tôi nói như bạch tuộc thì nó có hiệu quả trong cái điều trị giảm bớt cái tiêu chảy hoặc là giảm bớt táo bón nếu bệnh nhân bị. Có cái bạch thược nó làm cho bớt cái nhu động ruột. Bạch linh thì nó làm cho cái bệnh nhân cảm giác bớt cái đầy hơi đi, bớt cái mệt mỏi đi. Và cuối cùng là cái hoàng bá, thì hoàng bá giống như một cái kháng sinh đường ruột vậy đó, nó giúp giảm bớt những cái tình trạng rối loạn hệ vi sinh ở đường ruột. Khi mà kết hợp của một cái sản phẩm là kết hợp của 5-HTB nè với cái sức cái chất mà gọi tăng cường sức đề kháng của đường hệ tiêu hóa đó thì là Imu Gamma, đồng thời kết hợp với bốn cái dược liệu mà tôi đã trình bày thì nó sẽ tạo nên một cái sản phẩm đi theo đúng cơ chế và nguyên nhân của hội chứng ruột kích thích. Tôi nghĩ rằng đó rất tốt, là giảm bớt stress cho bệnh nhân nè, bớt cái tình trạng lo lắng cho bệnh nhân có thể giảm bớt được cái nhu động ruột để cho bệnh nhân bớt cái tình trạng rối loạn về đau bụng này, về đi cầu này, hoặc về tính chất phân này, và hoặc là bớt được cái tình trạng đầy sướng bụng bệnh nhân, đồng thời nó thuận lợi hơn. Nên mình có thể mình dùng 1 viên, 2 viên, 3, 4 viên gì đó trong một ngày, nó tiện cho bạn hơn. Chứ nếu bạn đi tìm cái đó tôi thấy rất hàng gần. Tràng phục Linh Blood với 5-HTP và các thảo dược tự nhiên đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng phục Linh Blood cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hỗ trợ giảm triệu chứng sau 2 tháng sử dụng. Xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, khi chương trình diễn ra thì chúng tôi cũng nhận được khá nhiều những câu hỏi thắc mắc từ phía quý vị khán giả. Chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả đầu tiên ạ. Thưa bác sĩ, tôi bị hội chứng ruột kích thích và muốn hỏi bác sĩ là bệnh này có chế độ ăn uống, sinh hoạt như thế nào và có cần kiêng khem gì không? Xin cảm ơn bác sĩ. Xin được cảm ơn khán giả Minh Thành, 55 tuổi với những chia sẻ gửi đến cho chương trình, và xin mời phần tư vấn của bác sĩ. Dạ vâng, xin chào anh Minh Thành. Tất cả các bệnh lý khi người ta bệnh thì cái chuyện kiêng khem là thầy thuốc bắt buộc phải có những cái chế độ riêng cho bệnh nhân. Kiêng dùng thuốc nè, kiêng khem nè, tập thể dục nè, điều chỉnh cái bệnh là cái điều cần thiết. Thì trong kiêng khem thì với hội chứng ruột kích thích tôi sẽ dựa trên cái cơ chế gây bệnh, nguyên nhân gây bệnh để chúng ta những lời khuyên cho cụ thể hơn cho anh. Thì thứ nhất là một cái tình trạng căng thẳng. Căng thẳng thì stress nó gây tình trạng rối loạn trong hội chứng ruột kích thích. Thì chúng ta có thể ăn những cái chất gọi là kích thích, thì sử dụng như cà phê này, thuốc lá nè, rượu bia này, chúng ta sẽ giảm và có thể chúng ta bỏ. Nếu chúng ta bị nhiều quá chúng ta có thể nên bỏ luôn tốt hơn. Tại thời điểm bây giờ thì tôi biết nhậu nhẹt cũng nhiều, đi này đi kia thì cũng nhiều, bạn bè thì không nói được, nhưng mà khi chúng ta bệnh thì chúng ta phải bắt buộc phải giảm bớt để chúng ta mới có cuộc sống thoải mái được. Ăn uống thì khi ăn chúng ta nên có ăn những cái chất mà nó không có sinh hơi, như ăn thịt nạc, ăn cá nhiều hơn, tránh ăn mỡ, tránh ăn những cái ví dụ như khoai tây hay là một số chất mà nó sinh hơi nhiều hơn thì nó làm cho bệnh nhân mệt mỏi hơn và cái tăng cái tình trạng hơn, thì cái đó làm đầy bụng hơn. Thì tôi nghĩ rằng anh nên bớt cái đó lại, đồng thời phải nhớ uống nước đủ và ăn thêm rau thì nó sẽ làm cho cái đường ruột anh nó sẽ tốt hơn. Trong cái tập luyện chúng ta có thể ngoài cái hít thở sâu nè, chúng ta đi bộ nè, chúng ta thư giãn nè, hoặc là chúng ta có thể nằm ngửa ra chống hai chân lên ha, rồi chúng ta lên một tay nắm lại, một tay đặt lên cái tay kia, rồi cái tay để trên rúng á, chúng ta xoay vòng theo kia đồng hồ như vậy. Xin lỗi, như vậy thì chúng ta sẽ làm cho điều hòa cái nhu động ruột, thì giúp cho cái hội chứng ruột kích thích nó cũng dễ chịu hơn, làm cho cái nhu động ruột nó điều hòa hơn, thì đó cũng là cách để chúng ta có thể hỗ trợ trong điều trị bệnh hội chứng ruột kích thích. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi, và cũng xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả đã gửi đến cho chương trình. Chúng tôi xin được kết nối với một vị khán giả tiếp theo ạ. Thưa bác sĩ, tôi bị hội chứng ruột kích thích, dễ đang dùng sản phẩm hỗ trợ điều trị chiết xuất từ các thảo dược bạch thược, hoàng bá, bạch phục linh, bạch chuột mà bác sĩ tư vấn. Sau một tháng sử dụng, tình trạng bệnh của tôi đã cải thiện rõ. Trước đây mỗi ngày tôi phải đi tiêu 4-5 lần thì nay tôi chỉ đi có 1 hoặc cùng lắm là 2 lần. Vậy tôi có thể ngừng sử dụng sản phẩm được không? Vì tôi lo ngại việc dùng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Xin được cảm ơn câu hỏi của chú Thanh Hoài, 60 tuổi đã gửi đến cho chương trình. Xin mời phần tư vấn của bác sĩ ạ. Xin chào chú Hoài. Thì chú rất là quan tâm tới cái bệnh lý của mình. Tôi rất là thích. Tại vì một cái bệnh lý mà người được bệnh nhân quan tâm tới bệnh lý của mình, có cái điều trị bài bản thì nó sẽ tốt hơn trong cái bệnh
Thôi tôi nghĩ chú điều trị, nếu mà cái một cái điều trị với cái hội chứng ruột kích thích, nó là một cái bệnh lý mãn tính và nó thường xảy ra trong quá trình do căng thẳng, do rối loạn về ăn uống của mình. Nếu chúng đã chọn được một sản phẩm tốt, ít tác dụng phụ như tôi trình bày hồi nãy, và với sản phẩm này chúng ta có thể dùng cái thời gian dài hơn là 3 đến 6 tháng, nghĩa là chú đã dùng được 1 tháng đó gì và hiệu quả nó tốt rồi không, thì chúng tôi có thể dùng thêm 3 đến 6 tháng nữa để cho cái điều trị nó toàn vẹn hơn và nó giúp cho cái điều trị nó ổn định hơn. Cái đó là cần thiết trong cái điều trị, thì lúc đó chú sẽ yên tâm hơn với cái điều trị của mình và tránh được những cái gọi là bệnh nó mới bớt, chúng ta lại dừng xong nó trở lại, chúng ta lại uống tiếp và nó cứ xáo trộn như vậy, làm cho chú sẽ trở nên mệt mỏi hơn và làm cho cái bệnh nó càng khó điều trị hơn. Tất cả bệnh nhân khi một bệnh lý nào phải dùng thuốc lâu dài đều lo lắng hết, nhưng tôi cũng thấy yên tâm rằng với cái sản phẩm này, qua những cái nghiên cứu và những điều trị rồi của bệnh nhân, thì tôi thấy rằng cái hiệu quả nó có là một, thứ hai nó là không có tác dụng phụ, thì nó giúp cho chú có thể yên tâm và nó không ảnh hưởng. Thí dụ chú có giả sử có bệnh lý nào thêm vô, giả sử như tiểu đường, tăng huyết áp, thì chú điều trị nó vẫn an toàn cho chú hơn, thì cái điều trị lâu dài của chú nó cũng không ảnh hưởng gì. Mà tôi nghĩ rằng khi mà chú điều trị được hồi chứng ruột kích thích thì nó càng tốt hơn cho chú, tại vì nó bớt đi tình trạng xáo trộn về tiêu hóa, thì nó càng giúp cho chú nó an toàn hơn và chú khỏe hơn trong cuộc sống của chú. Xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ đã gửi đến cho quý vị khán giả của chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm của chương trình ngày hôm nay, để xem rằng sau khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, không biết là nhân vật sẽ có hướng giải quyết ra sao. Trời ơi, công nhận nha, có bác sĩ nói chuyện xong cái tự nhiên con thấy nhẹ nhõm người. Mà đúng là những cái dấu hiệu mà bác sĩ nói á, hội chứng ruột kích thích đó là con có hết má ơi. Tôi nghe bác sĩ tư vấn thì tôi mới biết được cái sản phẩm hỗ trợ điều trị chiết xuất từ thảo dược có tác dụng tốt. Bà chủ biết không, tôi dùng theo chỉ định trong vòng 3 tháng là cải thiện rõ ràng. Vậy hả? Đó, rồi sau này bây giờ tôi đâu còn uống nhiều nữa, cứ ngày tôi uống 1 viên 2 viên. Vậy để hả? Cho nó đừng có tái phát lại nữa thôi. Mà sản phẩm gì vậy? Thôi bà chủ chờ tôi chút đi, tôi ra xe tôi lấy vô. Lẹ một chút. Dạ. Má biết không, con đang họp vậy đó mà cái mặt con ngồi xanh lét, khổ, xấu hổ. Đây nè bà chủ biết không, tôi bị cái bệnh này 4 năm rồi. Bà chủ nhớ hồi đó tôi bị bệnh hả? Mặt mày tôi xanh lét. Ngồi đau đó. Từ lúc tôi uống cái sản phẩm này rồi đó là tôi khỏe luôn á. Trời ơi, không hao lại luôn. Vậy hả? Dạ. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chiết xuất từ 5-HTP Immun Gamma và 4 loại thảo dược bạch tuộc, bạch thục linh, bạch thuộc và hoàng bá, giúp giảm các kích thích gây co thắt đại tràng, giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích như đau bụng nè, đi ngoài nhiều lần, đồng thời nó tăng cường sức khỏe của hệ tiêu hóa luôn á. Mà sản phẩm này á nghe bà chủ, người ta còn cam kết nè, hoàn lại 100% tiền luôn nếu sau 2 tháng sử dụng mà không thấy hiệu quả. Trời ơi chú, hay quá vậy, nói nghe nè, nhưng mà cách sử dụng sao vậy? Bà chủ biết mình uống một ngày 4 hoặc 6 viên, chia làm 2 lần, khi mà có kết quả tốt á là chỉ sử dụng 2 viên một ngày thôi. Nhưng mà bà chủ lưu ý nha, uống trước bữa ăn 30 phút hoặc là sau khi ăn 1 giờ đồng hồ. Ngoài ra mình phải nên sử dụng liên tục từ 3 tới 6 tháng để cho nó có cái kết quả tốt, nó không có tái phát bệnh. Cảm ơn chú Thanh nhiều lắm nha, nhờ chú mới biết được cái sản phẩm này chứ trời ơi, không có thấy là tôi đau tôi. Nè, bố bị nữa hả? Không có, con mừng quá, con mừng cho cái bệnh của con. Lời khuyên của bác sĩ, nhưng lưu ý từ chuyên gia để cải thiện hội chứng ruột kích thích đại tràng co thắt. Chọn lựa sản phẩm sạch, an toàn, không chứa hóa chất và chất bảo quản. Tránh thức ăn có hàm lượng dầu mỡ quá cao, đồ ăn nhiều đạm hay đồ cay nóng. Hạn chế ăn các loại rau sống, gỏi. Hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá, cà phê. Chú ý tuyệt đối không được bỏ bữa. Có chế độ sinh hoạt hợp lý, tránh bị stress trong cuộc sống, công việc. Luyện tập thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe và giải tỏa căng thẳng. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần kiên trì sử dụng những sản phẩm kết hợp đồng tây y của 6 thành phần 5-HTP, Immun Gamma, bạch tuộc, bạch thược, bạch phục linh, hoàng bá trong khoảng thời gian tốt nhất là 3 đến 6 tháng để bệnh ổn định lâu dài, hạn chế tái đi tái lại nhiều lần. Thân mến, chúng tôi mong rằng với chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến căn bệnh đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, để từ đó quý vị có thể nắm rõ hơn về phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn. Đặc biệt là quý vị nhớ là chúng ta cần phải tuân thủ đúng liệu trình để có hiệu quả nhất nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lý Bá Thước đã dành thời gian tham dự chương trình hôm nay ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 17 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt.
Nhãn hàng Trang Phục Linh Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình.